Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aramacharya Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. Mosawada Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachap Mamadathana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Vikalapochana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Na cha ghi ta qua địa ta vi su ca ta sa na ma la gan tha bi lê. Na dạ, con xin đọc lại. Na na cha ghi ta qua đi ta vi su ca ta sa na ta la gan tha bi lê ma na tha sa na mang na na vi phu sa ta tha na Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự mua hát, thổi kèn đờn, xem mua hát, nghe đờn kèn, trang điểm thơ vật, thơm nhờ phận và đeo trang hoa. Ocha Sayana Maha Sayana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng a thăng ga sa măng na ga tăng bút tháp ba nhã tăng u bơ sa thăng y măng cha đa tịnh y măng cha đi qua sang sam ma đề quả a thi ra khi tâm sam ma đi ya ma. Chúng con xin thọ trì ba quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền. Hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày y lai. Imani atha sikha badani upo sisi valasena iman jaratan iman jidivasang satukang katwa. Áp ma ma đê na sam ma ra khi tập băng. Chư thiện tinh nên thọ trì bát quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, không nên dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Si lê na su ga tân nhân tí, si lê na phô ga sa mê đa, si lê na ni phô tân nhân tí, ta sa ma si lăng u sô tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh và đáng thọ trì, dễ lực chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Xa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra. Các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, a nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho tiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước rửa minh. Nguyện thầy chúng sanh có an kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Xin sám hối đạo tràng.
nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dài đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành, dẫn kinh chích cú sa la cầm măng cạch tập băng chỉ đề dẫn ma ma ca dê na quả cha ma na sa tí la sê sự gạch tăng dê sa ta san nhì nô a tị dê cha sa ta san nhì nô ca tăng bụn nhập hà lăng mày hằng sa bê phà ghi phà quản tu tê dê tăng ca tăng sư quý đi tăng điện năng bình nhập hà lăng mạng gia dễ ca ta thành trả nan thì để qua gành tò nì dê đà dâm sáp bê đồ cầm mì dê sát ta chị quan ta hà ra hẹo ca mà muôn năng phô trả năng sạp bê lập hành tu ma ma chê ta xa ti ước căn con đã tạo thành do thân khởi tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là tầng trời vô tượng được mà hưởng an. Bữa con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Hai giá chúng con thành kính thành lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã quan tâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhục Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhục Bình lễ bái tâm bảo sám hối và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tâm Má được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhục Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Vô Tâm Má. Nam mô Bụt Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nhục Quỳnh mến chào Sích Trần Đạo, mến chào Sích Thành Kiểm, mến chào Quang Thanh, mến chào Châu Phan, mến chào Thi Na, mến chào Thi An Lạc, kính chào anh chị Phan Quang Điêm và kính chào Buông Bỏ. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng và sa thú lành thai. Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Càng Đông đã thay mặt đạo tràng đã mở room và cho đạo tràng nghe bài pháp của sư Tội Thanh. Và bây giờ con thấy có đại đức Tịnh Đạt vào trong đạo tràng rồi, và sư có bây giờ chúng con thỉnh pháp sư có chưa có thời gian hay chúng con phải sợ chào sư bạch sư thì cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy con kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt điều hợp chương trình ôn tập ngày hôm nay câu Pháp Cú Kinh 44 đến 47. Dạ, cảm ơn Đặng Đông và dạ, mến chào Cẩm Vân đưa vào đạo tràng. Dạ, Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambo Tha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambo Tha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambo Tha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang, luôn chờ trời lưu mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi, rõ đường an vui. Hàm thiên vận ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia, ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhôm kiều chẳng như được nếm hương về hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ chát vẹn toàn, một lầm đăng thối tâm mòn, những điều lợi ích thằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích sở tình. Ngài thuyết quách nơi đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Ya, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để sư điều hợp chương trình ôn tập ngày hôm nay. Dạ sa thủ lành thai, nhục bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui kiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha, con kính lễ chư tăng và toàn thể. Ngày hôm nay tiếp tục buổi ôn tập cuối tuần. Hai chúng là cái hoa bấp phá quốc gá. It's 7 o'clock. Ôn tập từ câu 44, câu 45, câu 46 và câu 47. Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Đặng Đông. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh này. Thành rõ. Trước khi đi vào Nam mô Bụt Tha Ya, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư nữa ạ. Con thấy cái nít của sư nó mờ nhạt mà lại có nít ở trong trùm. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ rồi, nhưng mà trong trùm, ở trong cái bên này thì nó mất mà... thì còn dạ sa thú lành thai, dạ con thấy đại đức Tịnh Đạt trở vào rung rồi, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ alo 1 2 3 4, không biết quý vị có nghe được âm thanh rõ trở lại chưa ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ thì để bắt đầu cho buổi ôn tập thì
chúng ta sẽ cùng nhau đảnh lễ Tam Quan Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Một lần nữa đạt chúng con xin kính lạy chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ tú sa tú lần thay. Hình như buổi học hôm nay chúng ta bắt đầu cũng đúng giờ mà có lẽ là quý vị hôm nay còn đang bận nghỉ lễ. Đang bận nghỉ lễ mấy ngày, nghỉ dịch tiếp tục. Cho nên chưa có vào đông đủ. Tuy nhiên thì để bắt đầu cho cái buổi ôn tập thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Khi nào quý vị vào đông đủ thì chúng ta thông báo để cùng nhau ôn tập, cùng nhau đọc lại những cái lời Phật ngôn ở trong Pháp Cú Kinh. Phẩm Hoa Bức Pháp Quốc Cá, hôm nay chúng ta sẽ ôn 4 câu tất cả, câu 44 đến câu 47. Dạ, câu 44 đến câu 47. Dạ, quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta cùng nhau ôn tập ạ. Phẩm Hoa Bức Pháp Quốc Cá, câu số 44. Cô y mang ba thao quyền vi che sa ti Yamalo can chai mang sa đề hoa căng Cô tham ma ba đăng su đề si tăng Cú sa lô phúc pha mi hoa ba che sa ti Cô y mang ba thao quyền vi che sa ti Yamalo can chai mang sa đề hoa Hoa căn cô tham ma ba đằng su đề si tăng cô sa lô po pa mi wa ba che sa ti ai chinh phục đất này dạ ma thiên giới này ai pháp cứu như người khéo hái hoa ai chinh phục đất này dạ ma thiên giới này khéo dạ cứu như người khéo hái hoa. Câu số 45. Dạ quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Như vậy là đường truyền có vấn đề, có lúc rõ, có lúc không rõ. Dạ cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ câu số 45. Xê khô tao quý Dạ, kính mong đạo tràng hoan nghỉ trong giây lát ạ. Sư đã rất mít trời và dạ, kính chào Chanh Đá Rá, kính chào Xuân Lan vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Cẩm Vân, cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên. Dạ, chào sư chút xíu nha quý vị. Dạ, đường nét ở bên Nhật Quỳnh hôm nào nay cũng té lên đất xuống nãy giờ cũng mấy lượt luôn rồi. Dạ, nên cuốn gì ở bên Việt Nam hay năm sau đây. Chào sư thị.
Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Sư có nghe được âm thanh con. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, alo 1, 2, 3, 4. Quý vị có nghe được chưa ạ? Dạ, hy vọng cái hệ thống nó tắt rồi mình mở lại nó sẽ tốt hơn. Dạ, đọc cái câu số 45. Se kho patha wen vijasati yamalo kancha imang sa devakan se kho dhamma badang sudesitang kusalo papami wa bajasati se kho patha wen vijasati yamalo kancha sa devakan se kho dhamma đang su đề lô pháp pha mi hoa ba chê sa ti hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này hữu học giảng pháp cứu như người khéo hái hoa hữu học chinh dạ ma hữu cứu như người khéo hái hoa câu số 46. Thế nu ba măng ca ya mi măng vi đi toa ma ri chi tham măng ác phi sam bu tha no chê toa na ma ra sa pa 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 ca ni a da sa năng ma chu ra cha sa gat chê Thế nu ba măng ca ya mi măng vi đi toa ma ri chi tham mang a pi sam bu tha no che to na ma ra pa pu pa ka ni a da sa nang ma chu ra cha sa gat che biết thân như bọt nước ngộ thân là như huyễn bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết biết thân như bọt nước ngộ thân là như huyễn bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết câu số 47 bốc pha ni hê hoa ba chi nan tăng bia sa ta ma na sang na răng sút tăng ga măng mau khổ hoa ma chu a đa ya ga cha ti Bốc đề văn tăng Vya sanh rằng Sang ga măng ma hồ khổ wa Ma chu a đa ya ga cha ti Người nhặt loại hoa Ý đắm say tham nhiễm Bị thần chết mang đi Như lục trôi làng ngủ Người nhặt các loại hoa Ý đắm say tham nhiễm Bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Nam mô Bụt Thầya, sa thú lành thai. Chúng ta vừa cùng nhau ôn tập lại bốn câu kệ ngôn. Hoa và bốn câu kệ ngôn pháp cú này từ Đức Phật trong diễn đàn ngày hôm ta học tiếng liên quan đến 500 vị tỳ khưu đàm luận về địa đại 500 vị tỳ khưu đàm luận về địa đại liên quan đến hai câu kệ ngôn pháp cú 44 và số 44 và 45. Kế tiếp là tích truyện pháp liên quan quán mà mặt hạt thề khu quán vào ảnh liên quan đến câu kệ ngôn số 46 và tích truyện thứ 3 là cái duyên sự liên quan đến
Đức vua Vidudapha, Đức vua Vidudapha liên quan đến câu kệ ngôn số 47. Và đó là ba cái sự liên quan đến bốn câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay. Và với hy vọng rằng chúng ta chuyển đầu cho cái phẩm là phẩm hoa, thì hy vọng rằng sẽ nhiều tích như có sắc hương hoa, lại nhiều hình thái sắc thái, và mong rằng chúng ta ở đây cùng ôn tập một cách hăng say câu kệ ngôn pháp cú này. Tuy rằng phân được nhiều không pháp năm sẽ để với đó sử dụng, và tuy nhiên như vậy cũng thể nào lọt kinh nghiệm hiểu của một vị chánh đẳng chánh giác, hay ngài nói về người ý nghĩa quan đến mà phải kích dạy này, ta cần không có phí cái thời gian, là những cái cách mà một cái thứ báo đầy lãnh một dạng ngày 20 pháp cú này. Phần đầu tiên thì chúng ta cùng nhau ôn tập, cùng nhau đọc lại. Kế tiếp thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau cầm mic để mà ôn tập và đọc cái phần duyên sự tâm. Qua đó chúng ta sẽ gợi nhớ lại cái ý nghĩa, cái duyên sự tại sao có cái câu kệ ngôn pháp cú này, lý do tại sao mà Đức Phật ngài nói lên cái câu kệ ngôn này. Dạ, và bây giờ thì kính mời vị đầu tiên ạ. Dạ, thấy có cô Rạng Đông giơ tay, vậy bắt đầu mời cô Rạng Đông nha. Rồi, chị xin xuống mic, mời cô. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con được biết tin Đại Đức Tuệ Đức bận không có ôn bài được với chúng con, và cô Tuệ Duyên cũng sẽ lên sau, nên con lên kể trước. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con xin kính đọc câu pháp cú số 44. Cô y mặn bà tha vinh bi chát sa ti. Gia ma lộ cằn cha y mặn sa đề quá cằn. Cô thầm ma ba đằng su đề si tăng. Cô sa lộ búc pha mi qua ba chát sa ti. Cô y mặn bà tha vinh bi chát sa ti. Yama lo cằn cha y mặn sa đề quá cằn.
cô tham ma pa đằng su đề si tăng cô sa lô bốc pha mi wa pa chát sa tí. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Dạ, sau đây con xin đọc duyên sự câu số 44. Dạ, kính cảm ơn chị. Hai bài kệ này được Đức Thế Tôn thuyết tại chùa Kỳ Diên gần thành Xá Vệ. Nhân khi các vị tỳ kheo tụ họp thảo luận về địa hình, các vùng đất mà các vị đã đi qua, Đức Phật khuyên các tỳ kheo hãy nên quán triệt vùng đất nội tâm có lợi ích hơn là tìm hiểu vùng đất bên ngoài. Rồi Ngài thuyết lên hai bài kệ này. Sau khi Đức Phật kết thúc bài kệ, 500 vị tỳ kheo ấy đã chứng đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Dạ, thưa đã hết. À, kính mời chị Trần Đạo. Dạ, nam mô Bích Tha Giá, nam mô Thầm Ma Giá, nam mô Sơn Tha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Đồ Minh Hạnh, Đại Đức Thịnh Đức, Đại Đức Tị Đức cùng chúng tôn Đức Tăng. Kính lễ với cô Tư Nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đăng Đông cho biết tính thiện nghe rõ. Con xin kể có chính pháp cú số 45 ạ. Sê khô ba tha, nhị vi chết sa tí, dạ ma lô căng cha, y mạng sa đê hoa tay. Sê khô tâm ma, ba đăng, sù đê si căng, cú sa lô ba căng, nhị vã ba chết sa tí. Sê khô ba tha vi, nhị chết sa tí, dạ ma lô căng cha, y mạng sa đê hoa tay. Sê khổ tâm ma, bà đẳng su đê si tăng, cú sa lô phu pha, mì vã pha chê sa ti. Ngũ học chinh phục đất, giả ma thiên giới này, ngũ học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngũ học chinh phục đất, giả ma thiên giới này, ủ ngọc giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hai bài kệ này được Đức Phật thuyết tại chùa Kỳ Diên gần thành Xá Vệ. Nhân khi các vị tỳ kheo tụ họp thảo luận về địa hình các vùng đất mà các vị đã đi qua, Đức Phật khuyên các tỳ kheo hãy nên quán triệt vùng đất nội tâm có lợi ích hơn là tìm hiểu vùng đất bên ngoài. Rồi Ngài thuyết lên hai bài kệ này. Sau khi Đức Phật kết thúc bài kệ, 500 vị tỳ kheo ấy đã chứng đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Dạ, con đã kể xong ạ. Cảm ơn chị Đăng Đông đã mất bài. Con xin gửi mất lại cho đạo tràng. Dạ, nam mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng và Nhật Bình kính mời bằng tay hồ thà thú. Mời quý vị đưa tay mạnh dạn lên sắp hàng đi quý vị. Dạ, nam mô Bích Tha Giá. Tina cho biết ông bài số mấy nha Tina. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu.
kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu số 45. Sekho Phathawin Vichesati Yamalo Kancha Imang Sade Wakhang Sekho Thamma Padang Sudesitang Kusalo Pumpa Miwa Pachesati Sekho Phathawin Vichesati Yamalo Kancha Imang Sade Wakhang Sách khô thăm mát phát đăng sư đề sĩ tăng, khu sát lô phung phá mê hoa phá chết sá tí. Hữu học chinh phục đất, giả ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú, như người khéo hái hoa của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sách khô phá tha huyền huy trên sá tí, Yam ma lo can cha yi mang sa de wa kang Sang ko tham ma pa dang su den si tang Ku sa lo pum pa mi wa pa chen sa ti Sang ko tham sa ko pa tha win vi chen sa ti Yam ma lo can cha yi mang sa de wa kang Sai khu tham ma pa đăng sư đề si tăng Khu sa lô phung pa mi hoa pa chen sa ti Hai bài kệ này được Đức Phật thuyết tại chùa Kỳ Viên gần thành Xá Vệ nhận khi các vị tỳ kheo tụ họp thảo luận về địa hình các vùng đất mà các vị đã đi qua, Đức Phật khuyên các tỳ kheo hãy nên quán triệt vùng đất nội tâm có lợi ích hơn là tìm hiểu vùng đất bên ngoài. Rồi Ngài thuyết lên hai bài kệ này. Sau khi Đức Phật kết thúc bài kệ, 500 tỳ kheo ấy đã chứng đắc quả A-la-hán với tệ phân tích. Dạ, con đã đọc xong, con kính mời Sis Quang Thanh ạ. Alo alo, dạ, Quang Thanh chắc rớt mất rồi, dạ, dạ bây giờ tự nhiên xin phép Quang Thanh đi ôn bài trước, dạ Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Thọ Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ thì em xin ôn bài 46. Dạ, cảm ơn sư Trung Quỳnh. Và bây giờ thì em xin đọc bài trước ạ. Về nù ba măng cà giá mi măng quý tí thòa Má rì chí thầm măng áp phí xăm bút thà nù Chê chê tòa nam mà rá xá bắp bắp phát cà ní Á đát xa năng mắt chú ra chát sát gắt chê phê nụ bạc măng cà giá mi măng quý bí tòa mát rì chi thầm măng á tí xăm bút thà nô chê tòa nạc mà rát xá bắp bút phát cà ní át đát xa năng mát chú ra chát sát gắt chê Venu ba mang ca ya mi mang
viditoa marichitamang sabuthano chetoa namarapapakani adasanang makasaga che venubamang kayamimang viditoa marichitamang apisambuthano chetoa namarasapapapakani adasanang matura jatsagatje kayam to mare chithamang abhisambuddhano to namarasa papapakani adasanang matura jatsagatje thân bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Hòa thượng Thích Minh Châu, duyên sự của dạ cảm ơn Răng Đông. Một tỳ khưu tinh tấn thiền định chùa an cư mà không chứng đạt đạo quả, vị này quyết định trở về đảnh lễ Đức Phật để xin thọ trì đề mục thiền quán khác. Trên đường đi, vị này nhìn thấy hai cảnh tượng. Một là ảo ảnh trên hoang mạc và những bọt nước trắng xóa dưới chân thác nước. Cả hai đều khiến vị tỳ khưu ấy liên tưởng đến đề mục tu tập quán thân. Ngay lúc ấy, từ hương thất, Đức Phật đọc tư tưởng của Thầy, Ngài phóng quang rót vào tai vị ấy lời dạy trên. Vị tỳ khưu lập tức ngộ đạo vô sanh. Dạ, cảm ơn Rạng Đông đã bóc bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Cẩm Vân. Dạ, kính mời chị ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room, con xin đọc con bài câu 46. Phê Nu Phá măng ca giá mí măng quý đi tòa má rì chí thăm măng á pí xâm bút tha nô chê tòa ná ma rác xá bá bút bá ca mí ca ní á giác xá măng á giác xá năng mắt chú ra chát xá giác chê bề nù bá măng ca giá mí măng quý đi tòa má rì chí thăm măng á bí xâm bút thà nô chê tòa ná ma rác xá phá bút bá ca ní á giác xá măng á giác xá năng mát chù ra chát xá rác chê biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên qua của ma, vượt tầm mắt thần chết. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên của ma, vượt tầm mắt thần chết. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu.
Một tỳ khu tinh tấn thiền định suốt mùa an cư mà không chứng đạt đạo quả nào, vị này quyết định trở về đảnh lễ Đức Phật để xin họ trì đề mục thiền quán khác. Trên đường đi, vị này nhìn thấy hai cảnh tượng, một là ảo ảnh trên quang mạc và những bọt nước trắng xóa dưới chân thác nước. Cả hai đều khiến vị cô ấy liên tưởng đến đề mục tu tập quán thân. Ngay lúc ấy, từ hương thất, Đức Phật đọc tư tưởng của Thầy. Ngài phóng quang rót vào tai vị ấy lời dạy trên. Vị tỳ khu lập tức ngộ đạo vô sanh. Và Cẩm Dân đã đồng bài xong. Và mến mời bàn tay quý Phật tử. Và mời Xuất Nhật Quỳnh nhé. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, Sư Tư Mẫn ơi, có ôn bài không? Dạ, con tri ân sư, cảm ơn Rằng Đông, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho con biết được tín hiệu. Dạ, Sư Tư Mẫn có ôn bài không? Quang Thanh có cầm mic trở lại không? Quang Thanh ơi. Dạ, quý chị cho Nhục Quỳnh biết tín hiệu đi, Nhục Quỳnh nhường mic. Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Thích Từ Mẫn có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Chắc quý vị này không nghe được rồi. Dạ, con xin ôn bài trước. Vị nào có thể cầm bích được thì xin đưa bàn tay. À, mời Từ Mẫn nghe. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng có nghe được con. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ. Dạ con ủng hộ đạo tràng. Tại vì thân nhân gia đình con có hai người mất bên Việt Nam. Nhưng sẽ con sẽ cố gắng. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, trước hết con xin cúi đầu đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ cùng quý đạo tràng. Con xin quý sư và quý đạo tràng, quý chư hộ pháp quan hệ cho con. Xin dạ con sẽ dạ em sẽ đọc bài nào cũng được, tùy ý. Dạ tùy ý ở nơi quý sư. Dạ xin sau khi con kể xong, xin quý sư quan hỷ cho phép con. Cái tâm con không được ổn, nhưng mà con sẽ cố gắng vì quê hương, gia đình con mất hai người thân. Con sẽ xin phúng kệ ba câu. Kệ đồng tâm vô thường, khổ não vô ngã. Dạ con xin phép quý đạo hữu, quý sư quan hỷ cho con. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ xin Nhật Quỳnh cho em số máy cũng được. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ xin cứ cho em bài nào cũng được. Dạ.
con sẽ chọn bài 46. Phê nụ ba mặn cà gia mi mặn quy đi tòa ma rì chích thầm mặn á thi sầm bú thà nụ chê tòa nạ mà ra xa ba bú pa cà ni Adasa nặng ma chúc ra dạ xa gặp chề. Biết thân như bọt nước, ngầu thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thề nụ ba măng cà giá mi măng quy tín toa ma ri chi tham măng a thi sam bụt tha no chết tòa na ma ra sa ba bụp pha ca ni a đa sa năng mát chú ra giác sa gắt chê. Bề phụ ba măng ca và mi măng quy định toa ma ri chi tham măng a thi sam bụt tha nô chết tòa na ma rắc xa ba bụt pha ca ni a đa sa năng mắc chú ra giác xa lắng chê. Phê nụ ba măng ca và mi măng quy định toa ma ri chích thăm măng a thi sam bu tha nô chế tòa na ma ra sa ba bụt pha ca ni a đa sa năng mắc chú ra giác sa giác chế. Biết thân như bọt nước, ngẫu thân như là huyện, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sau đây con xin đọc duyên sự. Một tỳ khưu tinh tấn thiền định suốt mùa an cư mà không chứng đạt đạo quả, vì này quyết định trở về đảnh lễ Đức Phật để xin thọ trì đề mục thiền quán khác. Trên đường đi, vị này nhìn thấy hai cảnh tượng, một là ảo ảnh trên hoang mạc và những bọt nước trắng xóa dưới chân thác nước. Cả hai đều khiến vị tỳ khưu ấy liên tưởng đến đề mục tu tập quán thân. Ngay lúc ấy, từ hương thất, Đức Phật đọc tư tưởng của Thầy, Ngài phóng quang rót vào tai vị ấy lời dạy trên. Vị tỳ khưu lập ngộ đạo vô sanh. Và con đã đọc xong. Con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Nhưng mà sẵn đây con có lòng, nếu quý ngài có hoan hỷ và quý đạo tràng có hoan hỷ, cho con xin phúng kệ ba câu để con tưởng về quê hương của con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Chết con không thấy mặt mà con gọi không có ai trả lời, thân nhân không ai trả lời con hết. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato
Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chara vata sankhara upadava yathammino ayachintva nirunchanti te sambhuva samosuho Nagama thammo nigama sa thammo Nachabhiyang ekkusala thammo Sabbasa lokasa sadewa kansa Ese wa thammo yadidang anicca. Dạ, Nam Mô Bố Tha. Dạ, dạ, con lành kính tri ân quý ngài, quý sư và quý đạo tràng. Con phép xuống mắt Nam Mô Bố Tha. Con có gì sở sức, con xin quý ngài quý sư, con xin sám hối, tha lỗi cho con vì những gì con trong lúc con kinh kệ và Nam Mô Bố Tha giả, những cái xúc động mà con không kềm được, con xin xuống. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn sức từ mẫn. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, con tri ân sư, cảm ơn sức cảm động. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt những vị Phật tử trong cơm pháp cú thành tâm chia buồn với sức từ mẫn và phước nào đạo tràng đã tạo được từ hôm trước cho đến hôm nay, xin thành tâm dâng đến hương linh hai vị thân nhân của Từ Mẫn, mong rằng các vị này, nhị vị này thoát được cảnh khổ, sớm thành tựu đạo quả. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con xin được ôn bài. Tina ôn bài chưa vậy? Tina, Tina ôn bài chưa? Alo, được mình ôn bài trước nha. Dạ, con xin được ôn bài 46. Chưa ôm tại vì Thina không cầm mic. À, Thina ôm rồi với tại vì Ban Thanh không cầm mic được. Dạ, con xin được ôm bài 46 ạ. Bề nù ba măng cây da mi măng vi đít tò ma rê chì thẩm măng áp phí xăm bụt thà nô chạch tò na ma ra sắp bất bức phát ca ni a đa sẵn năng mắt chúc ra chát sa gát chê. Bề nụ ba măng ca và mì măng vi đít tò ma rì kì thẩm măng áp phí xăm bụt thà nô chạch tò na
Chata Namarat Sabuk Maka Ni Adha Sanang Mat Chuk Ra Chat Chagat Chate Yat Chate. Biết thân như bậc cước, ngộ thân như là huyễn, vẽ tên hoa của ma vượt tầm mắt phần thần chết. Dạ con xin được kể. Bề nữ ba măng ca và mi măng vi đề to ma rê ki thăm măng à phi thăm bút tha nô trẻ tỏ na ma ra xà ba bụp ca ni a da sa năng mát chú ra chát cha gát chê. Về nữ ba măng ca và mi măng vì đế to ma đi ki thăm măng a phi xăm bút tha nô trẻ tỏ na ra ra xà ba bụp pha ca ni a da sa năng mát chú ra chát sa gát chê. Giảng đông cho Nhật Bình xin duyên sự và cảm ơn giảng đông. Một thì khu tinh tấn thiền định suốt mùa an cư mà không chứng đạt đạo quả, vì này quyết định trở về đảnh lễ Đức Phật để xin thọ trì đề mục thiền quán khác. Trên đường đi vị này nhìn thấy hai cảnh tượng, một là ảo ảnh trên hoang mạc và những bọt nước trắng xóa dưới chân thác. Cả hai đều khiến vị tỳ khưu ấy liên tưởng đến đề mục tu tập quán thân. Ngay lúc ấy từ hương thất Đức Phật đọc tư tưởng của Thầy, Ngài Phổng Quang rót vào tai vị ấy lời dạy trên. Vị tỳ khưu lập tức ngộ đạo vô sanh. Dạ duyên sự đến đây đã hết. Dạ con không có nhớ duyên sự lắm, nhưng con chỉ đọc cái câu tiếng Việt: thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, vẽ tên hoa của ma vượt tầm mắt phần chết. Con thì không có mong vẽ tên hoa của ma được, nhưng mà con thấy rằng thời buổi này, ngay hiện tại đây, cả thế giới thân này như bọt nước, không biết nó tan lúc nào, và không biết nó tan lúc nào, bất cứ già trẻ lớn bé thì không biết nó tan lúc. Ví dụ như hiện tại nước Mỹ trước kia chống dịch cũng tốt rồi, nhưng bây giờ những đứa trẻ thì chết rất là nhiều, những đứa trẻ, thành ra con thấy đúng là thân như bọt nước. Dạ nên con rất là tri ân Thượng Tọa Đại Đức Tịnh Đạt cho ôm lại những bài tập, để khi mình học qua rồi mình học lại, mình ôm lại, mình rất là thấm thiết. Và con kính tri ân với Ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ thì con thấy chắc không còn bàn tay vị nào nữa, con cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt trở lại đạo tràng. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Sao tốt này, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, hy vọng là có ít phút rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi ôn tập, thì âm thanh rõ tốt. Dạ, kính chân tất cả sao thú này, lòng của tất quý vị tâm để mà tham buổi học tập cuối tuần pháp cú mà chúng ta đã thuộc rồi, nhưng mà một ôn tập lại thì chắc chắn rằng cả bản thân Đạt và quý vị sẽ có những cái cảm xúc khác nhau. Càng thâm niên thì chúng ta sẽ càng thấy nhiều cái khía cạnh ý nghĩa hơn, hay hơn. Cũng giống như là trong ngày hôm nay thì lúc ôn bài thì có một cái hữu sự của gia đình cô Từ Mẫn. Thì thưa quý vị rằng cũng tình cờ cô ôn bài ngày hôm nay chọn đến câu pháp cú số 46. Và đặc biệt thì cô Từ Mẫn và các quý vị chúng ta đọc câu pháp cú số 46 đó,
thì chúng ta sẽ thấy rằng cũng có cái liên quan đến cái hữu sự trong gia đình của cô Tự Mẫn. Bởi vì khi mà chúng ta rơi vào một cái tình cảnh đối diện với lại một cái sự mất mát, đối diện với lại cái sự khổ đau, thì chúng ta thấy ở đâu cũng là Pháp Đức Phật Ngài nhắc nhở cho chúng ta. Cũng giống như là cái câu biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, tên hoa của ma vượt tầm mất thần chết. Cái câu này nó có ý nghĩa là khi nhìn thấy cái ảo ảnh nước từ xa, tuy giống như là nước nhưng mà không phải là nước, rồi những cái bọt nước, bong bóng nước nổ trên mặt nước rất là mong manh. Cái vị tỳ kheo ở trong cái câu chuyện Kinh Cấp Vốn này quán tưởng rằng bản thân mình, cái tấm thân này, cái tâm thân ngũ uẩn này của mình hay là của người khác, của người thân, của người hữu ân, tất cả giống như là một cái ảo ảnh từ xa, hoặc là một cái sự mong manh dễ vỡ của cái bong bóng nước. Và chính vì cái sự rung động bởi hai cái hình ảnh đó mà cái vị đắc ngộ được cái sự thật cuộc đời. Và bình thường chúng ta đọc cái câu này với một cái sự hiểu rất là cạn, rất là sơ sài, bởi vì chúng ta chỉ đọc và cảm nhận. Nhưng mà đối với hôm nay thì giống như là trong câu chuyện này thì cô Tường Mẫn khi mà đọc câu phú này sẽ có một cái sự rung cảm mạnh. Mẻ hơn. Hy vọng tất cả Phật sự rung cái chính sự mà rung động bởi cái sự khổ đau đó, thì chúng ta mới có cái sự nỗ lực để mà thoát khổ. Còn mà đối diện với khổ đau mà chúng ta không có cái sự sợ hãi, không có cái sự nhàm chán, thì chúng ta sẽ không tìm cách để thoát khỏi khổ đau. Chính vì vậy cho nên cái khổ đau chúng ta cần phải nhìn thấu rõ, thấu triệt để mà không có tránh né, mà hoàn toàn chấp nhận, đón nhận một cách rất là bình thản, bởi vì đó là sự thật cuộc đời. Có sanh thì có diệt, có hiện hữu thì có mất đi, chứ không có cái gì tồn tại mãi mãi. Giống như là câu kệ ngôn mà cô Từ Mẫn kệ ở trong này, anicca vata sankhara, là tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Thì chính vì vậy mà Phật giáo nói về cái sự khổ hay là nói về cái sự sự thật cuộc đời đó, không phải là đạo Phật nói về cái sự bi quan yếm thế, mà là đạo Phật dám nhìn nhận sự thật, dám nhìn thẳng vào sự thật. Cho nên là nếu mà một người nào mạnh mẽ thì chúng ta sẽ dám nhìn thật, dám nhìn nhận chấp nhận sự thật, và chính vì vậy mà chúng ta sẽ bớt được cái khổ đau. Và cái công đức ngày hôm nay tất cả chư tăng quý vị xin giới tụng kinh ôn bài, cũng mong rằng chư tăng và tất cả chúng ta hãy mở rộng tấm lòng hướng về người đã mất ở trong gia đình của cô Từ Mẫn và tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh, bởi vì nhất là cái mùa dịch Covid này thì trên toàn thế giới cái chúng sanh mà phải chịu khổ đau và phải mất mát đau thương thì quả là rất là nhiều, và tùy theo cái hạnh nghiệp thì đa phần sẽ là những cái hạnh nghiệp nó không được tốt bởi vì đau khổ. Thì xin tất cả chư tăng và tất cả quý vị chúng ta hãy mở rộng tấm lòng đối với người hữu ân của mình, đối với tất cả những chúng sanh đã khuất, đã mất,
Mong rằng tất cả những cái vị đó hãy có được cái hữu duyên để mà đón nhận những cái tấm lòng hồi hướng, hướng tâm của những người con Phật, những người có nhiều cái công đức. Và với cái quả lành, với cái mãnh lực của cái phước báo mà có thể bớt được cái sự khổ đau. Dạ, yeah. Thì cũng xin Chư Tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để mà hướng tâm đến tất cả mọi chúng sanh ở xung quanh mình, ở nhà mình, cũng như là ở khắp nơi. Sappe satta avira hontu, sappe satta nidukha hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có đau khổ, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái. Và hôm nay thì chúng ta kết thúc cái buổi ôn tập ngày cuối chủ nhật với cái một cái bài học mà tình cờ cũng xuất hiện ở trong diễn đàn của chúng ta. Đó là một cái kinh nghiệm về cái sự thật cuộc đời. Không chỉ riêng gia đình nào hay là đối với bản thân người nào, mà cái sự thật này dành cho tất cả muôn loài, muôn thú, muôn vật ở trên thế gian có sanh, thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ôn tập cuối tuần ở nơi đây. Và một lần nữa xin tri ân Chư Tăng và toàn thể quý vị đã nhiệt tâm tham gia cái buổi học ngày hôm nay. Và xin được thông báo buổi học tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục. Dạ, sa tú lành thay. Buổi học tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập cuối tuần với ba cái câu kệ ngôn, câu số 48, câu số 49 và câu số 50 liên hệ đến ba tích truyện là Tích Nàng Sự Phụ Patipuchika và Tích Hộ Khang Nang Macha Riya Kosiya Sathi và tích thứ ba Tu Sĩ Ngoại Đạo Tiểu Điệp Patika Chivaka Vathu. Thì đó là cái thông báo cho bài học ngày tuần sau. Và bây giờ thì xin được kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Nhận thấy rằng của Minh Hạnh đã rời room, không biết là Đức Tuệ Đức có trước máy để thay mặt Chư Tăng phúc chúc phúc báo ngày hôm nay cho được trọn vẹn. Nếu là Đức Tuệ Đức có thể cầm mic được thì xin tỉnh Đại Đức Tuệ Đức ạ. Đại Đức Tuệ Đức cũng vừa rời room rồi. Tình đại xin được đại diện Chư Tăng để mà phúc chúc phước báo cho được trọn vẹn buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Bhavantu sapa mangalang, hantu sapa devata, sapa buddhanu bhavena, sada sothi bhavantu te. Bhavantu sapa mangalang, rakhan sapa devata, sapa dhammanu bhavena, sada sothi bhavantu te. Bhavantu sapa mangalam, rakhantu sapa devata, sapa sankhano avena sado thi phatu te. Các quý vị đã vô cùng ạ.